Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã Thuận đã hồi phục và đã trở lại. Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm. Và hôm nay đã Thuận có rất nhiều những thông tin thú vị thông muốn chia sẻ với các bạn. Và hôm nay lại là một ngày đầy sôi động ở trong thị trường. Bây giờ đó là khoảng 8 giờ tối, giờ Cali, ngày 28 tháng 7 là ngày thứ năm ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ sáu ngày 29 tháng 7 rồi và hôm nay đây đương nhiên chúng ta sẽ nói về cái thông tin nổi bật nhất đó chính là cái dữ liệu liên quan đến GDP tổng sản lượng quốc nội quý 2 của Hoa Kỳ chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin như liên quan đến thống kê quý 2 của công ty Apple công ty Amazon chúng ta cũng sẽ nói về Nancy Pelosi chúng ta cũng sẽ nói về một số những dữ liệu liên quan tới hợp đồng option đáo hạn ngày mai là như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới những thông tin liên quan tới Ethereum, Cardano, Ripple vân vân rất nhiều nhưng tài liệu nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết đó, chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ nói tới cái thông tin quan trọng nhất hôm nay mà nhiều bạn chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến GDP của Hoa Kỳ có nghĩa là tổng sản lượng quốc nội nhưng mà nào mà theo dõi thuận trên những mạng xã thì cũng đã nhận được thông tin này rồi và báo chí thì đang khắp nơi cho nên nhiều bạn có thể cũng đã biết là cuối cùng thì GDP quý 2 của Hoa Kỳ là âm 0.9% giảm hai quý liên tiếp và điều này đã thực ra cũng không nhiều là lạ đâu các bạn đã nhớ là trước đó chúng ta cũng đã nhìn vào cái chẩn đoán của Fed ở Atlanta đó thì họ cũng đã ước tính là cái GDP quý 2 này sẽ là con số âm như người cũng đã hiểu rồi và gần đây những động thái của Nhà Trắng cũng giống như những động thái À, đến từ Fed đó, cũng cho thấy được là khả năng cao là thông báo sẽ là con số âm. Và điều mà chúng ta nên hiểu ở đây đó là con số âm 0.9% này là con số ước tính đầu tiên. GDP đó nó có tới 3 ước tính lần. Ước tính đợt này là cuối tháng 7, rồi tháng 8 chúng ta sẽ có thêm một ước tính nữa và ước tính cuối cùng đó là tháng 9. Cho nên con số này có thể thay đổi một chút từ đây cho đến tháng 9. Đó là điều mà Fed đã nói tới ngày hôm qua. Con số GDP đó không phải là con số cuối cùng cần thêm thời gian để có thêm thông tin sau đó chúng họ sẽ điều chỉnh lại nhưng mà ít ra chúng ta đã thấy được là âm 0.9 hai quý giảm liên tiếp như là gì có nghĩa là chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính đáp ứng được quan điểm cơ bản về định nghĩa của suy thoái hầu như bây giờ mọi người cũng đã chấp nhận rồi nhưng mà đương nhiên thường nói là hầu như không phải là ai cũng chấp nhận có một số người vẫn chưa chấp nhận tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa tuy nhiên điều các bạn nên nhớ đây đó là văn phòng mà có thể đưa ra quyết định suy thoái tài chính hay là không đó và khi nào đó chính là văn phòng nghiên cứu kinh tế quốc gia ở Hoa Kỳ đây là đơn vị chính thức tuyên bố suy thoái tài chính và họ vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái thông báo gì về suy thoái tài chính thì có thể là vài tháng nữa mới có thông tin chúng ta không biết được là khi nào nhưng mà một trong những cái sự kiện quan trọng từ đến cuối năm đó chính là tháng 11 chúng ta sẽ có bầu cử gì nhiệm kỳ đó chính là lúc mà những cái ghế ở quốc hội sẽ được bầu lại và đương nhiên các bạn đã biết đó là channel này chúng ta chuyên về tài chính nhưng mà các bạn nên hiểu là tài chính một phần nó lúc nào cũng dính liền với lại chính trị thôi thì không có nói về chính trị trên channel này nhưng mà các bạn nên hiểu là hai cái nó có cái sự tương quan với nhau cho nên khi nào mà mới ra thông báo đó tôi nghĩ là cũng có thể là liên quan đến cái điều này cứ thể họ ra thông báo sớm hơn cũng có thể tại vì đợi tháng 11 thì quá lâu trong khi mà họ đã có nhiều dữ liệu nhất là tới tháng 9 đã có cái dữ liệu cuối cùng rồi chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi sự thật đó là không có một chính quyền nào muốn gắn liền với cái từ suy thoái tài chính hết Nó sẽ làm cho rất là bất lợi uh, cho cái đảng của mình khi mà ra bầu cử lại giống như tháng 11 này Và cái đợt mà suy thoái tài chính này đó rất là khác so với những đợt trước đây Cái đợt gần đây nhất đó là cái đợt suy thoái tài chính năm 2020 Như bạn có nên nhớ là cái đợt đó rất là ngắn Và đương nhiên đó là tại vì dịch bệnh đã làm cho cái nền kinh tế chậm lại đứng yên trong thời gian là hai quý liên tục cho nên đã đi theo định nghĩa là suy thoái tài chính nhưng mà trước đó đó là cái đợt suy thoái dài hơn mà nhiều bạn đã biết là năm 2008. Các bạn cũng nên nhớ lúc đó là lúc mà Thuận mới vừa đi làm trong thị trường tài chính. Thì năm 2008 đó, một điều rất quan trọng các bạn nên nhớ là lúc đó đó là cái suy thoái tài chính nó rất là khác với bây giờ. Tới năm 2008 đó, khoảng chừng là giữa năm thôi là nhiều công ty đã sa thải nhân viên rồi. À, hầu như là ngành nào cũng bị ảnh hưởng hết. Bây giờ chúng ta cũng nghe sa thải nhân viên, nhưng mà thường nó là chúng ta được là sa thải nhân viên đó nó nằm trong một khuôn khổ ngành nào thôi. Giống như là phần lớn chúng ta thấy được những công ty công nghệ họ mướn nhiều người quá, à, tại vì à, họ cần nhiều người hỗ trợ trong cái thời kỳ dịch bệnh. Bây giờ mọi người đã đi lại bình thường và họ không sử dụng những cái như là thương mại điện tử nhiều như trước đây nữa, thì họ sa thải với nhân viên cũng có, hay là làm ăn thua lỗ những công ty chứng khoán công nghệ cũng có. À, và những công ty crypto cũng có luôn tại vì tình hình thị trường crypto không tốt nhưng mà hầu như nó nằm trong khuôn khổ một số những công ty nào đó giống như là công ty cho vay bất động sản thì nhiên sẽ thải nhiều rồi tại vì bây giờ à, cái lãi suất lên thì người ta ít mua nhà hơn hay là ít refinance hơn thì sẽ ảnh hưởng đến cái phần đó nhưng mà không ảnh hưởng nhiều toàn ngành kinh tế không giống như, như năm 2008 năm 2008 đó hầu như các bạn làm trong ngành nào công ty nào đây đều sẽ bị cái sự ảnh hưởng ảnh hưởng chung tại vì đó là cái cuộc ảnh hưởng liên quan đến tín dụng và nhất là liên quan đến tín dụng bất động sản và lúc đó không những người ta bị sa thải mà người ta còn bị mất nhà nữa ngân hàng kéo nhà tại vì người ta không trả nhà nổi đó là một cái đợt cái suy thoái rất là khác hiện bây giờ đó các bạn nên biết là suy thoái này đó là fed cố tình làm nền kinh tế chậm lại để giải quyết cái phần trăm lạm phát câu hỏi bây giờ đó không phải đây là một cái sự suy thoái hay là không phải Câu hỏi bây giờ là sự suy thoái này đó là ngắn hạn hay là dài hạn năm 2020 hay là năm 2008 Và điều các bạn nên hiểu đó là Fed lúc nào cũng nói là không có suy thoái tài chính Tại vì Fed muốn tiếp tục tăng lãi suất để mà kiềm hãm cái phần trăm lạm phát Nhưng mà không có còn lâu được nữa đâu Tại vì chúng ta đã thấy được là ngay cả hôm qua đó Fed khi mà được hỏi trực tiếp đã hỏi năm sáu lần không trả lời nhưng mà cuối cùng cũng phải trả lời là Fed có nghĩ là chúng ta đi vào suy thoái tài chính hay là không thì Fed nói là không nhưng mà làm sao là không được khi chúng ta bây giờ ngay cả định nghĩa chúng ta cũng đã có suy thoái tài chính rồi mà định nghĩa đó đã là trì hoãn rồi giống như là nhiều bạn nói là suy thoái tài chính đã xảy ra cách đây vài tháng rồi cũng có thể nhưng mà theo định nghĩa thì chúng ta chỉ biết thời điểm này mà thôi đây là một cái tài liệu trì hoãn nhưng mà ngay cả Fed cũng nói là không có tại vì sao tại vì họ muốn tiếp tục kìm hãm phần trăm lạm phát muốn tiếp tục tăng lãi suất nhưng mà họ không thể tiếp tục tăng lãi suất mãi được thì đối với thông tin này ra ngày hôm nay thị trường phải như thế nào các bạn thấy được là thị trường rất là xanh hôm nay hầu như là thị trường nào cũng xanh hết tại vì sao vậy tại vì các bạn cũng nên hiểu đó là nhiều nhà đầu tư cũng đã hiểu được là cái chỉ số này đó sẽ là một cái chỉ số âm rồi tại vì chúng ta cũng đã nhận được những cái thông tin thường chia sẻ với các bạn trước đây về cái ước tính quý hai gdp của hoa kỳ đó từ atlanta fed Lúc đó cũng cho thấy được là con số đó là con số âm Chúng ta cũng đã thấy những động thái gần đây Đối với lại ở bên tòa bạch ốc Khi mà họ muốn đổi cái định nghĩa của suy thoái Thì cũng hiểu được là tại sao như vậy Và hôm qua những cái thông tin liên quan tới Fed Cũng cho chúng ta thấy được là những dấu hiệu này Đều cho thấy chúng ta sẽ có một cái GDP âm Và cuối cùng đó là sự thật Và nhiều người cũng đã chấp nhận sự thật này rồi cho nên chúng ta thấy được là sau đó, đó thị trường hầu như là không phản ứng và thậm chí chúng ta thấy được thị trường lại có màu xanh. Chúng ta nhìn vào ba chỉ số lớn ở Hoa Kỳ đi, chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đó thì tăng hơn 1% hôm nay. Free market bây giờ đó nghĩa là hợp đồng tương lai thì cũng xanh luôn. Chúng ta thấy được là cả ba chỉ số nhất là Nasdaq Future chúng ta thấy được là tăng 1.37%. S&P Futures thì tăng 0.66 và Dow Futures thì tăng 0.12 Chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu đi Thì cũng tăng hôm nay 0.7% nhưng mà vẫn dưới 100 đô Chúng ta muốn tiếp tục thấy cái chỉ số này đi xuống nếu chúng ta muốn phần trăm lạm phát suy giảm Tại vì năng lượng là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát Chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của vàng đi Theo đồng của vàng hôm nay cũng nhích một chút ở mức là 1.752 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao? Crypto thì rất là xanh chúng ta được là Bitcoin Hôm nay đó ở mức là 23.800 đô và Ethereum hiện bây giờ ở mức là 1.718 Chúng ta có thể nhìn thấy được là sau khi có thông tin liên quan đến tới GDP đó, thì giá BTC tiếp tục đẩy lên tới cái mức cao cái tay bài tới đồng hồ đó là 24.200 đô Bây giờ chúng ta ở mức là 23.800 đô Nhìn chung đó thì chúng ta được là thị trường crypto đó rất nhiều những màu xanh như là các bạn thấy được là BTC bây giờ nó mới reset lại cho nên chúng ta thấy được chỉ tăng 2.5% mà thôi nhưng mà tăng nhiều so với ngày hôm qua rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là Ethereum cũng tăng, chúng ta thấy được là phần lớn các đồng đều tăng ngày hôm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đồng tăng nhiều nhất đó là Ethereum Classic. Thì một những lý do thường nghĩ tại sao mà Ethereum Classic có sự tăng trưởng đó là tại vì Ethereum chuẩn bị chuyển qua thành hệ thống proof of stake là từ hệ thống đào chuyển qua thành hệ thống cổ phần thì khi mà điều đó xảy ra thì không có đào được nữa nhưng thời đào chắc sẽ chuyển qua để mà đào Ethereum Classic tại vì item uh, Ethereum Classic và Ethereum đó dùng cùng cái giao thức để chính là eHash uh, cho nên đây có thể là lý do tại sao mà tăng trưởng Tại vì 7 ngày qua đó trong vòng một tuần thôi đã tăng 57% rồi uh, Curve down thì tăng 17% Play Thực ra thì đi không phải đầu dự mà Thuận tìm hiểu nhiều Thuận cũng không hiểu dự này là dự như thế nào Nhưng mà cũng tăng 15% Axie Infinity tăng 14%, Tây tăng 13%, Bitcoin Cash 12%. Tóm lại chúng ta đều đã có rất nhiều những cái sự tăng trưởng hôm nay. Còn số nhiều nhất đó, chúng ta có một đồng duy nhất mà thôi đó chính là Tencent xuống 13.3% trong vòng 24 giờ qua. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái chương trình kiếm token có tên là The Pocket Thì The Pocket là một cái dự án mà trước đây đã cũng đã từng chia sẻ với các bạn Hiện tại đó, Pocket đang có chương trình tham gia Retroactive và nhận thưởng token miễn phí. Cách thức chơi đây thì cũng vô cùng đơn giản. Team Depocket Pocket có làm một cái bản hướng dẫn bằng tiếng Việt. Thuần sẽ đợi ở bên dưới cái phần mô tả. Cụ thể là bạn cần thực hiện nhiệm vụ để lấy điểm, 500 người có cái số điểm cao nhất và điểm tổng trên 500 sẽ được chia nhau 20.000 token Dipo. Mỗi ngày đó bạn có thể kiếm được khoảng 55 điểm từ việc làm nhiệm vụ. Ngoài ra khi mà các bạn giới thiệu bạn bè thì bạn cũng được tặng điểm giới thiệu và cũng được quy đổi ra thành token Dipo. Khi bạn dùng để kết nối ví đó thì sẽ được 10 điểm, thêm vào theo dõi bất kỳ ví nào đó thì sẽ được cộng thêm 5 điểm. Taking Depot sẽ thêm 10 điểm một lần và Swap Depot thì sẽ được 20 điểm một lần. Mỗi khi mà có ai để đăng ký dùng app qua mã code hoặc link refer của bạn, đã, bạn sẽ được cộng thêm 10 điểm. Bạn có thể xem điểm tổng và lấy link hoặc là mã refer tại đây. Và Depocket cũng là một cái ứng dụng được Nia đầu tư. Bạn có thể tham gia thử để nhận mã token này. Thực hiện 10 ngày là bạn có thể có cơ hội thắng rất cao. Ngoài ra đây cũng là một cái app hỗ trợ quản lý tài sản. Mà các bạn cũng nên trải nghiệm và dùng thử Tất cả những thông tin chi tiết Trên bên dưới cái video này Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ Của video ngày hôm nay The Pocket Và chúng ta bây giờ hãy trở lại Với lại nội dung của video Thì có một điều thú vị đó Khi chúng ta nói tới cái định nghĩa Của suy thoái tài chính Là hai cái quý âm Như đời Thuận mới vừa chia sẻ đó Thì các bạn có biết là Ở trên Wikipedia uh, Đã có tổng cộng đó là 38 lần chỉnh sửa cái trang suy thoái Có nghĩa là Recession ở trên Wikipedia và phần lớn đó các bạn thì được là đổi lại cái định nghĩa về hai quý âm liên tục thì có ai đó đó rất là ghét cái định nghĩa này và không muốn chấp nhận là chúng ta đang nằm trong suy thoái tài chính và tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn đó là tháng 11 này là một trong những cái cuộc bầu cử quan trọng liên quan tới những cái ghế ở hạ viện và thượng viện để có thể là thay đổi quyền lực ở trong quốc hội và đương nhiên thường đã chia sẻ đây không phải là một channel đầu chuyên về chính trị nhưng mà một trong những điều mà thuận đã từng chia sẻ với các bạn đó là nếu chúng ta nhìn chung thì cũng có những nghị sĩ ở bên đảng cộng hòa yêu thích crypto cũng có những nghị sĩ ở trong đảng dân chủ yêu thích crypto nhưng mà nếu chúng ta nhìn chung đó thì phần lớn là nghị sĩ ở trong đảng cộng hòa là yêu thích crypto và chúng ta đã thấy được là ngay cả hôm nay nếu chúng ta nhận được cái thông tin À, liên quan tới ba cái nghị sĩ ở đảng dân chủ đó chính là dick durbin elizabeth warren và tina smith thì cả ba người này là ba người mà không thích crypto các bạn nên hiểu đó là chúng ta có những người muốn quản lý crypto giống như là chủ tịch của sec là khác không phải là không thích mà muốn quản lý nhưng mà chúng ta có những người như là elizabeth warren thì rất là ghét crypto và cả ba người này đó đều gửi một lá thư lá thư này đó là gửi đến cho công ty fidelity và gửi đến cho Amagel Johnson là CEO của Fidelity và đòi hỏi một câu trả lời. Tại vì các bạn đã nhớ là công ty Fidelity là công ty đầu tư lớn ở Hoa Kỳ và họ quản lý rất nhiều những cái quỹ 401k, nghĩa là quỹ lương hưu đó. Thì à, bây giờ họ muốn cho phép những người đầu tư vào quỹ lương hưu có thể đầu tư vào Bitcoin. Thì đương nhiên ba người này nói là tại sao như vậy? Tại sao mà à, lại cho phép người dân Hoa Kỳ đầu tư vào một cái tài sản mà có cái sự dao động lớn như vậy trong danh mục đầu tư về hưu? À, thì có thể là Elizabeth à, gần đây không có nhìn vào thị trường chứng khoán Các bạn nên thấy được là những công ty lớn Như là thậm chí là siêu thị Target một ngày cũng lên xuống 20 mấy phần trăm Chúng ta thấy được là những công ty như là Snap cũng như vậy Chứng khoán bây giờ dao động còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa Cho nên nếu nói là dao động Tôi nghĩ là nên loại bỏ chứng khoán ra khỏi đầu tư phòng 1K Chứ còn Bitcoin bây giờ dao động cũng tương đương với là nhiều chứng khoán công nghệ mà thôi à, Nhưng mà điều này đó cũng đã được hỏi trực tiếp khi mà có cuộc phỏng vấn với lại chủ tịch của sec bang quản lý của hoa kỳ đó chính là gary gansler thì gary gansler cũng không có phải là không đồng ý gary gansler chú ý để muốn quản lý mà thôi thì gary gansler nói đó là nếu như các bạn là một người mà đã lớn rồi đi làm còn biết để dành tiền để mà về hưu nữa thì các bạn đương nhiên có thể là tự ra quyết định để mà chấp nhận rủi ro khi mà đầu tư rồi điều mà gary gansler muốn đó là có những cái thông tin rõ ràng cái sự dao động của những tài sản nào đó khi mà ai đó muốn đầu tư đó thì họ có thể là tự quyết định tại vì họ đã lớn rồi cũng như là các bạn lớn đó các bạn có thể tự cầm tiền ở hoa kỳ bước vào trong sông bạc để mà các bạn tự có thể là chơi bài nếu các bạn muốn hay là các bạn có thể cầm tiền đó để mà đi mua số số cũng được thì nếu các bạn đã có thể ra những quy định đó thì tại sao lại không thể ra quyết định là đầu tư về bitcoin để mà về hưu đó là quy định của mỗi người mà thôi thì đó là cái quan điểm của sec các bạn thấy được là phần lớn đó là chúng ta có những nghị sĩ ở đảng dân chủ bây giờ là không thích crypto cho nên chỉ nói riêng về crypto thôi không nói về những cái phần khác ở trong chính trị chỉ nói riêng crypto thôi thì chúng ta thực sự là muốn thấy nhiều người ủng hộ crypto hơn và bây giờ đã phần lớn những người đó là nằm ở trong đảng cộng hòa cho nên nếu như chúng ta có một cái sự thay đổi về quyền lực đó, thì đó là một điều mà sẽ tốt hơn đối với crypto đối với thuận là như vậy đó là quan điểm cá nhân của thuận mà thôi bây giờ thì bởi nhiều người tranh cãi về định nghĩa suy thoái tài chính và khủng hoảng tài chính thì đối thần rất đơn giản khi hàng xóm của bạn mất việc thì là suy thoái khi bạn mất việc làm thì là khủng hoảng nên hãy giải như bạn một chút mà thôi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin khác đi thì ngoại trừ thông tin liên quan đến GDP ra còn thông tin nào lớn nữa hay là không mà thị trường chứng khoán đó, hôm nay là có màu xanh như vậy sau khi đã tăng mạnh hôm qua 4% cho chỉ số Nasdaq hôm nay lại tăng thêm một trăm mấy phần trăm nữa thì chúng ta có những cái thông báo à, liên quan đến công ty lớn như là Apple và Amazon đó, thì rất tốt hôm nay À, chúng ta mở đầu đầu tuần nên thì những thông báo không được tốt lắm nhưng mà Apple đó đã báo cáo thu nhập quý 2 của họ không phải là quý 3 quý 2 thường viên lộ ở đây là họ đã vượt qua kỳ vọng của, của forward về doanh thu và lợi nhuận nhưng cho thấy cái sự tăng trưởng đã chậm lại có nghĩa là Apple trong quý 2 đó hoàn toàn là khiến cho những cái nhà đầu tư hài lòng và cổ phiếu đã tăng khoảng chừng là 3% thường chắc lại thì khoảng chừng là 2.96% sau khi mà ra báo cáo của quý 2 này Đương nhiên họ nói được là trong quý 3 này có thể là sẽ chậm lại một chút Tại vì nền kinh tế đã chậm lại rồi Nhưng mà họ vẫn còn có lời Amazon thì báo cáo doanh thu quý 2 tốt hơn là dự kiến Cũng tương tự như là Apple Và đưa ra triển vọng lạc quan hơn Cổ phiếu của Amazon đã tăng nhiều hơn Tăng tới là thường thấy được là khoảng chừng 13,6% Sau khi mà có cái thông báo quý 2 này và chúng ta có thể nhìn một số chi tiết đó thì nhìn những con số các bạn thấy được là Amazon về cái thu nhập đó thì là 121 tỷ cao hơn là 119 tỷ ước tính của những nhà đầu tư Nhưng mà chúng ta nhìn vào thu nhập tính theo từng cổ phần đó thì họ lại lỗ 20 cent, nghĩa là 0.2 đô Thì tại sao họ lại lỗ 20 cent như vậy trong khi mà họ có nhiều thu nhập và tại sao mà chứng khoán vẫn tăng thì các bạn đọc kỹ hơn đó, một con số điều thú vị đây là Thường cũng mới biết là Amazon đó, trong quý 2 cũng đã giảm bớt nhân viên Bây giờ họ có khoảng chừng là 1.5 triệu nhân viên, rất là nhiều Nhưng mà họ đã giảm bớt khoảng chừng là 99.000 nhân viên rồi, rất là nhiều luôn Và Amazon đó, nói là họ lỗ khi mà tính từng cổ phần Tại vì họ đầu tư rất là nhiều vào một công ty đó, chính là công ty Rivian Thì Rivian là một công ty mà tạo ra những cái xe điện, đó, phần lớn là những cái xe truck đó. À, để mà cạnh tranh với lại những cái công ty xe điện khác như là Tesla thì công ty này đó không có ổn lắm về tài chính dẫn đến là Amazon đã lỗ 3,9 tỷ đô la sau khi mà cổ phiếu của Rivian xuống 49% cho nên họ mới bị lỗ cái con số tổng đầu tư vào Rivian thì bây giờ là khoảng 11.5 tỷ đô la. Cho nên cái mà thường nói đây đó là Amazon thu nhập rất tốt, lý do sao mà họ lỗ tính theo từng cổ phần đó là tại vì họ bị lỗ khi mà đầu tư vào Rivian. Nhưng mà còn về cái thu nhập chính của Amazon thì vẫn rất tốt hiện tại và thậm chí họ nói bên dưới này đó Ngay cả cái thu nhập đến từ quảng cáo cũng tăng lên luôn, tăng tới 18% Trong khi các bạn đang nhớ là công ty Facebook, công ty Google đều thang bây giờ là thu nhập quảng cáo của họ thấp quá À, nhưng mà Amazon thì nói không phải bây giờ khoảng khấu nhập của họ còn cao hơn nữa và thêm vào đó đó là cái công nghệ đám mây đó Amazon Cloud thì cũng đã tăng 33% so với một năm trước thì nói chung chúng ta có hai công ty lớn là Amazon và Apple thì đều đưa ra thông báo quý hai rất là tốt cộng vào GDP âm với9% không phải là con số âm nhiều lắm và cũng nhiều người cũng đã có cái uh, suy nghĩ đó rồi dẫn đến thị trường màu xanh ngày hôm nay và đương nhiên nhiều người thì nghĩ là bây giờ chúng ta đi vào suy thoái rồi thì Fed còn tăng được bao nhiêu lần nữa thì Fed đã nói hôm qua là sẽ tăng tới cuối năm còn 3 lần nữa rồi sau đó sẽ đưa quyết định kế tiếp Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...